Ok, Cái này gì? xà đú, thấy rồi. Mừng quá. Rồi, thế nên nên Ông quá trình, không quá trình cho thầy. À. Thầy thầy học nhanh lắm, thầy làm nhanh lắm. But À. they can click on the share, so won't show the menu. Upper right hand corner, the share button. I know. Okay, share. Okay. Start sharing. Sharing button already. That is sharing button. Yeah. Already share, right? Mm-hmm. Thấy okay, rồi. now share. Xà đú. Ok. Thế là khỉ đúng không? Khỉ. Varanam, con khỉ cúng dường Đức Phật. Varanam Buddhasa. Brother Yu Chong. Còn một phút nữa. I think, have you started your MP3 recording? No, yet now. Tại vì ghi âm bằng cái máy ghi âm trước cho chắc. Dạo này có sóng, Rồi. Anything place and everything, right? Thay đổi chỗ đây, yeah. Đổi chỗ ngồi đây, thay đổi chỗ ngồi đây. Chỗ này có sóng mạnh hơn. Brother Yu Chong, can we start now? Yes. Thì chúng ta có thể bắt đầu. Just Brother, are you ready? Ready, okay. Thầy sẵn sàng rồi. How do you remove the screen, the presentation? Remove presentation screen? Screen? Escape? Sorry, you mean Bante screen? Yeah, so because okay. You need to spotlight Bante. Okay. Bante, we will stop your slide sharing for a moment. Okay. 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 Okay now. Okay, Bante, are you ready? Ready? Okay. So we can let in the people, I think. Yeah, I think you two, you can start already because the attendee they are already in the Zoom. Okay. Yeah. Okay. Vandami Bante and good evening everybody. Xin đến đây. Chào tất cả mọi người. To everyone in the Western Hemisphere. Xin chào tất cả những người ở phương Tây và chào tất cả. Fourth lesson that is on karma. Vào đến cái bài học thứ tư về vật nghiệp. Sẽ có một tiếng rưỡi, bài học này một tiếng rưỡi, một tiếng thầy giảng và 30 phút để chúng ta Q&A hỏi trả lời. Và chúng là co-host. Chúng sẽ giúp thầy và mọi người để làm việc cái lớp này, để vận hành cái lớp này. Cái buổi học hôm nay. Và chúng có nhắc nhở nhẹ với tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ bị tắt âm. Nếu chúng ta có câu hỏi thực sự quan trọng thì chúng ta mới hỏi. Và không có gửi tất cả, không gửi chat, những cái chat trong lúc thầy giảng. Tất cả mọi người, ngay cả chú, là chúng ta sẽ tập trung vào cái việc học bài. Tất cả những câu hỏi thì chúng ta sẽ hỏi vào 30 phút cuối của bài giảng. Chúng ta sẽ có Q&A, hỏi trả lời. Right now is about time, so I would like to invite Bante là chú, tất cả mọi người mời thầy là bắt đầu dạy chúng ta. Sadhu.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vào nãy chúng ta bắt đầu đến phần cái chủ đề tiếp theo, đó là về karma, về nghiệp. Tất cả mọi người chúng ta đều biết cái từ Pali karma. Đó là cái từ rất là phổ biến đối với các Phật tử, người Phật tử chúng ta tin vào nghiệp karma. Chúng ta phụ thuộc cái nghiệp karma của chúng ta. Chúng ta chính vì thế chúng ta cần phải biết về nghiệp, về karma theo lời dạy của Đức Phật. Và tiếp theo, trước khi mà chúng ta nói về nghiệp karma, thì chúng ta cũng cần phải biết thế nào là các loại cản trở cái sự chứng ngộ của chúng ta, sự chứng đắc của chúng ta trong sự thực hành của chúng ta. Thì có năm cái loại cản trở theo lời dạy của Đức Phật. Thì năm cái cản trở này, năm cái này sẽ cản trở cái sự chứng ngộ hay là cái sự tiến bộ trong sự thực hành của chúng ta. Cái đầu tiên, kamantaraya, đó là cản trở bởi kama, bởi nghiệp. Đó là năm cái trọng nghiệp. Là thầy sẽ cho chúng ta thấy là năm cái trọng nghiệp ở đây. Là trong bài pháp này thầy sẽ nói sau. Và tiếp theo chúng ta có cái tiếp theo, kilesanantaraya, là cản trở bởi phiền não, bởi tài kiến cố định. Và về sau thầy sẽ giảng cái này tiếp. Và trong phần nghiệp karma thầy sẽ giảng. Và cái thứ ba, vipakantaraya, là cản trở bởi tâm quả, như là người nhị nhân hay là người vô nhân. Và khi mà chúng ta sinh, khi mà chúng ta sinh cùng với cái tâm thiện hay là nghiệp là thiện hay là bất thiện, đặc biệt là người khi mà chúng ta sinh bởi cái nghiệp tốt, nghiệp thiện của chúng ta. Thì nếu chúng ta có nghiệp xấu, như tuần trước chúng ta đã nói về là hai nhân mà hai nhân thấp. Khi chúng ta sinh là hai nhân thấp, khi chúng ta sanh là ta nhị nhân thấp, do cái nghiệp đó thì chúng ta có thể nói là do vipaka tantaraya, chúng ta không để chứng được đạo quả hay là chứng được thiền đạo quả niết bàn. Và cái thứ tư, ariyu pavadantaraya, cản trở là do phạm tới bậc thánh. Và ở đây, nếu mà chúng ta đã vô tình phạm tới một người bậc thánh, thì chúng ta không thể tiến bộ được trong sự thực hành của chúng ta. Và đó, cái này cũng rất tương đối là nguy hiểm đối với cái đời sống của chúng ta, đối với tương lai của chúng ta. Và nó tương tự như là cái trọng nghiệp, như là mặc dù nó không nằm trong cái danh sách của trọng nghiệp, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Và cái thứ năm, Anaviti Kamantaraya, là cản trở do phạm giới của Đức Phật. Nghĩa rằng đối với Phật tử, chúng ta phải theo là giới luật của Đức Phật. Nghĩa rằng chúng ta phải thực hành, phải giữ trì thọ trì năm giới. Chúng ta cũng phải theo giới luật đối với Phật tử, của Phật tử. Ví dụ như là trong bài kinh Đức Phật giảng rằng cái nghĩa vụ hay là phân sự của chồng, vợ, cha, con, thầy, trò, tí. Chúng ta cũng có giới luật đối với tỳ kheo, và cũng có giới luật cho những người Phật tử. Và nếu mà chúng ta có thể theo tất cả những thứ này, thì chúng ta có thể trở thành những người tốt. Đặc biệt đối với tỳ kheo, nếu mà chúng ta phải phạm một trong những cái giới, làm đứt trong một trong những cái giới đặt ra bởi Đức Phật, thì nó sẽ rất là nguy hiểm, rủi ro cho cái sự thực hành của chúng ta. Chúng ta không thể tiến bộ một cách dễ dàng được. Thì đó là năm cái chướng ngại, năm cái cản trở là theo lời dạy của Đức Phật. Và hôm nay, bài pháp hôm nay thì thầy sẽ giảng về Kamantaraya. Và thầy cũng sẽ nói về Kilesa Kantaraya,
Santaraya. Và chúng thầy cũng sẽ nói về Aribhubha Vandaraya, như thầy đã giỏi, thầy đã giảng về Vibhaka Tantaraya, là bài trước khi mà chúng ta sanh làm súc sanh, làm người dị nhân, thì chúng ta vô nhân, chúng ta không được chứng ngộ được bất kỳ thiền chứng hay đạo quả nào. Và tiếp theo chúng ta cũng phải bắt đầu với karma. Karma theo cái phân sự của nó, hay là công năng của nghiệp, thì tất cả những cái nghiệp sẽ vận động, nó sẽ có cái công năng hay là phân sự. Chúng ta đã từng làm rất là nhiều những thứ khác nhau trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Tất cả những hành động của chúng ta tạo nên cái nghiệp karma, và tất cả những cái karma nó có thể hoạt động khác nhau, là theo những cái điều kiện khác nhau, theo cái duyên khác nhau, và theo những cái công năng của từng nghiệp riêng. Và nghiệp Chanaka karma đó là sanh nghiệp, giống như là cha, là cái nhân để sinh ra, như là của những đứa trẻ, đứa bé. Tương tự như vậy, chúng ta cũng tạo nên bởi nghiệp của chính chúng ta. Thì như vậy, một số những nghiệp sẽ tạo nên. Thì chúng ta cũng có Upadana karma, đó là trì nghiệp. Là một số cái nghiệp khác, nó hỗ trợ hay là nó làm cho những nghiệp khác trở nên mạnh hơn, tương trợ, hỗ trợ, thì nó làm cho cái nghiệp khác trở nên mạnh hơn. Và cái tiếp theo, Upapilaka karma, đó là chướng nghiệp. Nghĩa rằng cái nghiệp này nó sẽ làm chướng ngại hay là ngăn cản những cái nghiệp khác, không cho cái quả của nó, hay nó làm cản trở, nó xâm phạm vào. Và cái nghiệp cuối cùng đây là Upakanaka karma, đó là đoạn nghiệp. Cái này nó cản trở, nó sẽ cản trở, ngăn cản hoàn toàn, hay là ngăn chặn hoàn toàn cái nghiệp, nó không cho cái quả, khác không cho cái quả của nó. Thì đó là cái công năng của nghiệp trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đã từng làm rất là nhiều cái nghiệp khác nhau. Tất cả những cái nghiệp cũng là hoạt động theo một trong bốn cái này, bốn cái công năng này. Như chúng ta đã sinh ra làm kiếp người, thì cái nghiệp đó là nghiệp thiện. Nghiệp thiện là Chanaka karma, đó là sanh nghiệp. Chúng ta là Chanaka karma, là thiện nghiệp. Trong cái đời sống này, nếu chúng ta có biết cái nghiệp nào tạo nên cái đời sống này, cái kiếp sống này, thì chúng ta có thể biết rõ ràng như chúng ta là hai nhân, hay nhị nhân, hay tam nhân, hay là vô nhân. Như vậy, chúng ta phải bắt đầu với Chanaka karma, sanh nghiệp. Ta sẽ bắt đầu với phần sanh nghiệp. Chanaka karma thì nó sẽ tạo nên hai thứ khác nhau, và tạo ra ngũ uẩn tái sanh. Và ngay cái lúc bắt đầu đời sống của chúng ta, trong lúc vào tái sinh của bụng mẹ, thì đó là sanh nghiệp. Nghiệp này tạo ra ngũ uẩn tái sanh, đó là ngay cái tái sinh, ngay lúc ban đầu tái tục của cái kiếp này. Và cùng với những cái tâm đó thì cũng có những nghiệp sắc do nghiệp sanh. Thì những sắc nghiệp sanh này và cái tâm tái tục này, và nó tạo nên bởi cái nghiệp quá khứ của chúng ta. Cái nghiệp này nó tạo nên cái nghiệp, nó tạo nên lúc tái tục của chúng ta trong cái đời sống mới của chúng ta. Và cái uẩn ngay trong cái kiếp này, và cái uẩn liên tục là gì, kéo dài cái uẩn này là gì, trong đời sống của chúng ta là chúng ta cũng có rất là nhiều uẩn khác nhau. Và nó cũng tạo nên những cái uẩn trong cái đời sống của chúng ta. Thì đó gọi là Chanaka karma, sanh nghiệp. Thì điều đó nghĩa rằng khi mà Chanaka karma sanh nghiệp ở đây tạo nên cái đời sống này, kiếp sống này, trong cái lúc mà tái tục của chúng ta, thời điểm tái tục của chúng ta trong cái đời sống, và nó cũng là cái tâm quả và sắc do nghiệp sanh. Và khi chúng ta trở nên già hơn và già hơn, thì cái nghiệp của chúng ta trở nên yếu hơn và yếu hơn. Và chúng ta thấy là có Kamacharupa, sắc nghiệp sanh yếu hơn và yếu hơn. Chúng ta có những cái nét nhăn ở mặt rồi các thứ. Thì đó là Kamacharupa, đó là cái do Chanaka karma, sanh nghiệp. Và tiếp theo, chúng ta cũng có cái trì nghiệp ở đây. Thì có hai cái sự khác biệt ở đấy, trì nghiệp ở đấy. Đó là thiện nghiệp thì nên củng cố thiện nghiệp, và bất thiện nghiệp thì nên củng cố bất thiện nghiệp. Điều đó nghĩa rằng nó sẽ củng cố cùng cái loại, cùng loại với nó.
nghĩ rằng cái nghiệp thiện nó sẽ làm cho cái thiện nghiệp khác trở nên mạnh hơn. Tương tự như vậy, một cái bất thiện nghiệp khác nó sẽ làm cho một cái bất thiện nghiệp khác trở nên mạnh hơn. Ví dụ, trong lúc tái tổ của chúng ta, trong tái tổ của chúng ta đã làm rất là nhiều những thứ tốt trong cái đời sống của chúng ta. Cúng dường, chúng ta đã từng cúng dường, chúng ta cũng đã từng giữ giới, chúng ta cũng đã từng hành thiền. Khi mà cúng dường, nó tạo nên cho kết quả, thì nó là quả khi mà lúc tái tục đó. Thì cùng lúc đó, thì giới và hành thiền nó sẽ hỗ trợ cho cái nghiệp này lúc cần tử đó. Nó trở nên cái đời sống mạnh hơn, cái kiếp sống mạnh hơn. Tâm của chúng ta sẽ hướng tới cái sự cúng dường, tâm của chúng ta sẽ hướng tới giữ giới hạnh, và tâm của chúng ta sẽ hướng tới cái việc hành thiền. Bởi vì cái nghiệp như này nó trở nên hỗ trợ. Tương tự, cái trị nghiệp đấy nhờ là chúng sanh mà tái sinh những cảnh giới thấp, ví dụ như là súc sanh, do nghiệp quá khứ, nghiệp bất thiện quá khứ sinh làm tái súc sanh. Lúc cận tử ở đó, rất là nhiều cái bất thiện nghiệp nó cũng gần lúc cận tử ở đó nó xuất hiện. Ví dụ vì đó là giết động vật, vì đó ăn trộm cắp, hay là không giữ giới, phá giới, và nó để xuất hiện lúc cận tử. Thì một trong những nghiệp đó sẽ xuất hiện cái tái tục, tái sinh. Còn những cái khác thì hỗ trợ cái nghiệp đó trở nên mạnh hơn, bất thiện nó trở nên mạnh hơn, thì nó thành kiếp sống rất là đau khổ. Thì cái nghiệp bất thiện nó sẽ củng cố cái bất thiện nghiệp. Thì đó là loại thứ hai là trì nghiệp. Và chúng ta có loại thứ ba nữa, Upa Pilakama, hay gọi là chướng nghiệp. Chướng nghiệp ở đấy thì nó khác với cái phần trước, là cái nghiệp thiện nghiệp thì nó cản trở cái bất thiện nghiệp, cái bất thiện. Và cái bất thiện nghiệp thì nó làm cản trở cái thiện nghiệp. Thì nó hai cái khác biệt. Như là cái chứng nghiệp đấy, thiện nghiệp cản trở cái bất thiện, và bất thiện nó cản trở cái thiện. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta đã từng làm rất là nhiều những thứ tốt trong cái việc tốt trong quá khứ, như thầy nói một cái ví dụ ở đây, thầy cho một cái ví dụ ở đây, chúng ta làm một cái pháp thiện pháp, chuẩn bị làm một cái thiện pháp cúng dường nào đó, hay ví dụ như cúng dường vật thực, thì chúng ta đã đặt hàng rất là nhiều thịt từ cái người mà giết mổ, mặc dù chúng ta không tự tay giết mà những người đó họ giết, chúng ta đặt hàng cho cái người đó giết mổ. Nếu chúng ta đồng ý hay chúng ta hỏi bảo họ giết cho chúng ta, thì chúng ta làm cả cái bất thiện cùng một lúc. Và chúng ta cúng dường vật thực bằng cái thịt đó. Vào lúc cận tử đó, thì cái nghiệp nó xuất hiện. Thì cái nghiệp đó là vì nó muốn cúng dường, tác ý là tốt, muốn cúng dường, bố thí người khác, cúng dường người khác, và những người khác có được lợi ích từ đó. Và rất là nhiều chúng sanh khác, con vật khác cũng bị phải chết. Thì nếu cái điều đó xảy ra, thì nó tạo ra bởi cái thiện nghiệp này, thì vì đã tái sinh làm người, nhưng mà nó bị cản trở bởi cái gì? Bởi cái bất thiện nghiệp, như là vì đó không có thông minh như người bình thường. Ví dụ như là những người khác rất là thông minh, nhưng vì đó không có được thông minh cho lắm. Thì rất là nhiều người, người ta có thể đè nén được cái cảm xúc, nhưng vì đó không thể đè nén được cảm xúc, tại do cái bất thiện nghiệp. Rất là nhiều cái trường hợp khác nhau, chúng ta cũng có cái kết quả cả tốt cả xấu. Nhiều khi cái thiện nghiệp của chúng ta, nhưng mà bị cản trở bởi bất thiện nghiệp, đó là một cách. Và cũng có một cái khác, đó là cái bất thiện nghiệp cản trở bởi cái thiện nghiệp. Là nhiều khi chúng ta làm cái thứ điều gì đó tốt, hay là nhiều khi chúng ta làm điều gì đó xấu, nhưng mà vô tình chúng ta lại có cái tâm tốt, có thiện tâm khởi sanh. Ví dụ chúng ta rất là nhiều chúng sanh, động vật, chúng ta cũng chia thịt cho nhiều người khác, nghĩa rằng
We have done ahosan, but we also have good minds. Chúng ta làm bất thiện nhưng mà chúng ta cũng có cái tâm tốt. Khi mà cái nghiệp bất thiện nó cho kết quả trong cái kiếp tới, thì về đó tái sinh là trong những kiếp là súc sanh hoặc là trong những kiếp thấp hơn, cái cảnh giới thấp. Và bởi vì cái nghiệp thiện vì đã cũng đã từng làm, và vì đó, nhưng mà vì đó phải sống làm cái kiếp súc sanh, ví dụ như là vậy. Vì đó có cái kiếp sống rất là khổ sở, rất đau khổ. Chúng ta thấy là rất nhiều súc sanh của chúng ta xung quanh chúng ta, một số những cái con chó được rất là nhiều cả nhà quý, yêu quý chẳng, đúng không? Rất là nhiều người thích yêu con chó, và con chó được ở một cái thoải mái, được nhiều người yêu thương, và rất là nhiều con chó ở ngoài đường đó, không có ai chăm sóc nó cả. Thì điều đó nghĩa rằng cái nghiệp bất thiện nó tạo nên cái đời sống của nó là kiếp súc sanh, nhưng do cái nghiệp thiện nên là nó có sống một cách thoải mái, dễ chịu. Thì đó gọi là chướng nghiệp. Và cái cuối cùng ở đấy, upakarakama, đoạn nghiệp. Thì nó khác với cái nghiệp trước, là cho nó ngăn chặn và nó cho nghiệp khác, cho phép nghiệp khác. Nghĩa rằng, ví dụ như là một cái nghiệp thiện, nó ngăn chặn cái nghiệp bất thiện mà cho cái nghiệp khác sanh khởi. Nhiều khi nó ngăn chặn nghiệp khác và nó cho chính cái nghiệp của nó, của chính doanh nghiệp của chính nó, trái quả của chính nó. Và trước như cái đoạn nghiệp, cái chướng nghiệp kia, chúng ta cũng có là nghiệp thiện và bất thiện, và đây cũng vậy, cũng tương tự như vậy. Khi cái nghiệp thiện là nó ngăn chặn một cái nghiệp bất thiện, hay là cái nghiệp mà yếu, thì sau đó nó cho cái nghiệp khác, cho kết quả. Trong đời sống của chúng ta có rất là nhiều những cái nghiệp mạnh, nghiệp yếu. Như khi chúng ta làm một cách có tác ý, có chủ ý, một cách tinh tấn và một cách có trí tuệ, thì nó trở nên rất là mạnh. Và nhiều khi chúng ta không có tinh tấn lắm, và chúng ta không chánh niệm lắm, và không có trí tuệ lắm, thì lúc đó cái nghiệp không có đủ mạnh. Thì chúng ta có thể nói đó là cái nghiệp yếu. Khi mà cái nghiệp yếu mà nó sanh khởi, nó chuẩn bị cho cái quả của nó, thì một trong cái nghiệp thiện hay bất thiện, nó sẽ ngăn chặn nó và nó cho một cái nghiệp khác cho cái quả. Và nhiều khi nó cũng có thể tạo cái quả của chính nó, và nó ngăn chặn hoặc nó cho nghiệp khác cho quả. Thì gọi là đoạn nghiệp, có thể là cả thiện và bất thiện. Và đó là bốn cái nghiệp này là theo cái công năng của nghiệp. Và tất cả cái nghiệp chúng ta đã từng làm, từng tạo, thì nó sẽ hoạt động theo bốn cái cách này. Nó sẽ tạo nên cái quả, hay là nó có thể hỗ trợ chỉ sanh nghiệp, trì nghiệp, hay chướng nghiệp, hay đoạn nghiệp. Thì đó là cái công năng của cái nghiệp của chúng ta trong cái đời sống của chúng ta, trong quá khứ của chúng ta. Thì nó cũng tương tự vậy trong tương lai của chúng ta. Và khi nào nghiệp cho quả, thì khi nào cho nghiệp nó cho quả, hay là nghiệp cho quả khi nào chúng ta làm rất nhiều nghiệp khác nhau, thì khi nào nó sẽ cho cái quả. Thì có bốn cái sự khác biệt. Tiếp theo chúng ta là thấy bốn sự khác biệt ở đây. Cái đầu tiên, Dithatama Vinayakama, là hiện báo nghiệp. Nghĩa rằng cái nghiệp này sẽ cho cái quả của nó ngay trong cái đời này. Rất là nhiều người nghĩ rằng chúng ta phải chờ để nhận hay là hưởng thụ cái nghiệp này, nghiệp đó, trong cái đời sống tới hay những kiếp tương lai của chúng ta. Thực ra một số cái nghiệp nó sẽ cho cái quả ngay trong cái đời này. Và chúng ta có cái nữa, Upabhaja Vedanayakama, tức là sanh báo nghiệp, nghĩa rằng nó sẽ cho cái quả trong cái đời sau, như là cái đời sau, cái đời kiếp gần tới, cái kiếp gần nhất, kiếp tương lai gần nhất, thì gọi là sanh báo nghiệp. Upabhaja Vedanayakama. Và chúng ta có cái thứ ba, Aparamapariya Vedanayakama, hậu báo nghiệp, nghĩa là nó không xác định. Hậu báo nghiệp nghĩa là chúng ta không thể nói rằng khi nào nó sẽ cho cái quả.
Nó có thể là bất kỳ lúc nào, nhưng không phải ngay trong cái kiếp này, và cũng không phải là trong cái kiếp kế của chúng ta, là nó có thể là trong cái kiếp kế thứ hai cho tới Niết Bàn, bất kỳ lúc nào nó có thể cho cái quả. Thì chúng ta gọi là hậu báo nghiệp, Pradiya vi Vedaniya Kama. Và chúng ta có cái nghiệp cuối cùng để Ahosi Kama, là vô hiệu nghiệp. Rất là nhiều nghiệp. Nó không cho có cơ hội để nó cho cái quả của nó trong cái kiếp này. Và cũng gọi là Ahosi Kama. Và thầy phải nhắc lại cho chúng ta, giải thích từng cái một cho chúng ta. Đó là hiện báo nghiệp ở đây. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị làm những điều tốt hay điều xấu, thì cái đầu tiên, cái javana đầu tiên, cái đồng tốc tâm đầu tiên, nghĩa là trong cái lộ trình tâm, thầy đã giải thích javana ở đây, đồng tốc tâm, tâm đồng tốc đó là nghiệp, hay là cái công năng của nó đối với người bình thường, còn đối với Sotapatti, dự lưu nhất lai hay là bất lai, thì javana là thiện hay là bất thiện. Còn đối với A-la-hán thì javana đó là duy tác, tâm duy tác. Là như vậy. Bây giờ thầy chỉ dùng cái lộ trình tâm của chúng ta. Thực ra nó có thể có lộ trình tâm khác, nhưng mà chúng ta lộ javana thì có 7 javana đúng không? Và cái javana đầu tiên nó sẽ cho cái quả ngay trong cái đời này, cho ngay trong kiếp này. Thì chúng ta nói, chúng ta gọi là hiện báo nghiệp. Có thể là rất nhiều thứ với nhau, nhưng mà đây thầy là dùng để thầy thấy là một cô gái và rất là nhiều vàng bạc trong nhà của cô ấy. Thì thực ra là cái này trong một cái câu chuyện, thì có cái ảnh này, có một cái vợ chồng rất là nghèo trong thời Đức Phật. Giờ họ rất là nghèo. Như là ngay cả họ không có đủ quần áo để mặc nữa. Nghèo lắm. Nhưng mà một ngày là cô mới quyết định là cúng dường vật thực tới Đức Phật chỉ được một bữa ăn thôi. Cúng dường tới Đức Phật là bằng bởi cái thẻ. Và người chồng cũng tới gặp Đức Phật và xin mời Đức Phật tới thọ thực. Và Đức Phật đi theo vị đó, tới nhà vị đó và thọ thực. Và ngay trong ngày hôm đó thì cả nhà có toàn là châu báu không? Và vì họ rất là hoan hỉ sau khi cúng dường. Nhưng mà họ không có mong muốn, họ không nghĩ rằng là có được tất cả những cái tiếng tăm hay là cái lợi dưỡng nào sau trong cái sự cúng dường đó. Nhưng mà rất là lợi ích, đó là họ có được cái lợi ích rất là to lớn sau khi cúng dường tới Đức Phật. Thì đó là cái nghiệp là ngay trong cái kiếp này, gọi là hiện báo nghiệp. Là trong trường hợp của họ cúng dường tới Đức Phật. Và tương tự như vậy, ai đó mà nó cúng dường tới một vị A-la-hán, người mà đang vừa với một người xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định, và cái đồ họ cúng dường là cái đồ mà có được đúng đắn, không do sát sinh, không do trộm cắp, như là họ có được cái đồ họ cúng dường nó là đúng đắn, họ cúng dường chánh mạng, họ cúng dường với tâm ý tốt, thì họ cho cái quả ngay lập tức. Thì đó là loại đầu tiên, đó là hiện báo nghiệp. Dhyanadhamma Vidyadhamma, như là theo lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta cũng có cái nghiệp nữa, Upabhaja Vinaya Kama. Là sanh báo nghiệp. Mất sóng rồi. So, if we use like a dana metaphor, dùng là cái lỗi tâm mà cúng dường thì được cái 7 javana, 7 javana. So, 7 javanas mean. Thì cái 7 javana đây là nghĩa là gì? Seven morphology, it is seven
Bante? So? Bante? Là... Thưa thầy, thưa thầy. mất sóng rồi, mất sóng rồi thầy ơi. Bante? Thầy không nghe được, mất sóng. Hello? Bante, your network is very weak now, so we couldn't hear Bante's sound. Chúng ta không nghe được lời thầy giảng. Thầy từ phần nào? Là phần thứ hai. Thì xin thầy giảng lại phần thứ hai. Do you want us to share the PowerPoint on your behalf? Okay, can I share the PowerPoint? Thầy sẽ. Yeah. Okay. So number two, right? Thứ hai. Yes, number two. Là thầy sẽ giảng lại phần thứ hai. So now, okay. Là bây giờ, thầy sẽ lặp lại cái phần thứ hai. Đó là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp. Ok, thầy sẽ giảng lại phần sanh báo nghiệp. Là trong nghiệp này. Ở đây thầy có nói là cái javana cuối cùng. Và thầy ví dụ là cúng dường, lộ cúng, tập cúng dường đi. Nếu chỗ nào cúng dường thì có 7 javana. 7 javana đúng không? Như là cái javana cuối cùng ấy sẽ tạo nên cái kiếp tương lai của chúng ta. Thì đó gọi là sanh báo nghiệp. Then again we have. Và tiếp theo chúng ta có Parapariya, hậu báo nghiệp. Thì hậu báo nghiệp ở đây là thấy là 7 cái 3 javana ở giữa đó. So that means 3 tân ổn tốc đó. Nghĩa rằng khi mà chúng ta muốn nói về đa ná cúng dường hay sila thì nó có 5 javana, 5 javana và javana ở giữa. Thì trong 7 cái javana, 7 đồng tân ổn tốc, thì cái đầu tiên là khi báo nghiệp và cái thứ 7 là sanh báo nghiệp và còn lại là 5 cái đằng sau, 5 cái javana đó là sẽ là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp như là nó sẽ cho nghiệp phía sau không cố định. Trong cái đời sống chúng ta làm rất nhiều cái nghiệp khác nhau. Và hậu báo nghiệp ở đây nghĩa rằng trước khi mà chúng ta chứng đạo A-la-hán, chứng A-la-hán thì nó sẽ cho cái quả bất kỳ lúc nào. Là từ bây giờ là chúng ta có kiếp tương lai kế và kiếp tương lai thứ hai trở đi á, tới khi mà chúng ta chứng niết bàn bất kỳ lúc nào nó có thể cho cái quả của nó. Thì đó gọi là hậu báo nghiệp. Và ví dụ chúng ta có rất là nhiều câu chuyện về Đức Phật. Chính bản thân Ngài là có, chúng ta có 12, Đức Phật là có 12 cái nghiệp, cái quả bất thiện. Là giống như là Ngài bị đau lưng, giống như lúc trước khi mà cái kiếp mà Ngài là võ sĩ boxing và Ngài đánh với đối thủ, khi mà Ngài thắng thì Ngài làm gãy, lấy đầu gối và làm gãy lưng của đối thủ của mình. Thì kiếp đó Đức Bồ Tát làm như vậy và nó cho cái quả trong ngay trong cái kiếp này. Thì chính vì thế mà Đức Phật bị đau lưng, rất là đau cho Ngài. Nhưng mà chính bản thân Ngài, Đức Phật là Ngài nhập vào những cái trường hợp khác nhau. Chính vì thế mà nó không có đau nhiều lắm. Như là cái đau đó nó không làm ảnh hưởng tới Đức Phật. Và như vậy chúng ta cũng cần phải biết là tối thiểu là 3 là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp và hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp và 3 nghiệp này sẽ cho cái quả. Và nếu mà nó không cho cái quả thì nó gọi là ahosikama, là vô hiệu nghiệp. Ví dụ như là cái động tác tâm đầu tiên thì nó không cho cái quả ngay trong cái kiếp này á, thì nó trở thành ahosikama, thành vô hiệu nghiệp. Tương tự như vậy, cái thứ hai, cái cuối cùng á,
cái động tác tâm cuối cùng không cho kết quả trong cái kiếp tương kế này, kiếp kế, kiếp tương lai kế, thì nó sẽ trở thành Ahosikama, thành vô nghiệp. Và cái thứ ba, Aparamachaya, Pariya. Nếu cái nghiệp đó, hậu báo nghiệp đó là năm cái tâm động tác đó, karmic đó, cái nghiệp đó nó không cho kết quả từ cái kiếp tương lai thứ hai tới Niết Bàn, thì nó trở thành Ahosikama, thành vô hiệu nghiệp. Thì trong thời Đức Phật có rất là nhiều vị A-la-hán, các ngài nhập vào Đại Niết Bàn, giống như ngài Mahamoggallana, ngài cũng phải chịu những cái khổ, ngài bị giết bởi ngài không có chết. Những cái điểm chính ở đây là do cái nghiệp quá khứ của ngài Aparamachaya, là hậu báo nghiệp, và rất là nhiều cái thiện nghiệp khác, và cũng có những cái bệnh nghiệp bất thiện nghiệp khác, nó không cho kết quả. Và trong cái kiếp cuối cùng thì nó trở thành Ahosikama, vô hiệu nghiệp. Và tương tự như vậy trong cái đời sống của chúng ta đã làm rất là nhiều những cái điều tốt, thứ tốt và thứ xấu. Nếu mà cái thứ tốt và thứ xấu đó nó không cho kết quả nào trong cái tới khi chúng ta nhập Niết Bàn, thì tất cả những nghiệp đó thành Ahosikama, thành vô hiệu nghiệp. Và hàng ngày chúng ta làm những thứ khác nhau, thì tất cả những cái thứ đó, không phải tất cả những thứ để cho cái nghiệp. Và chúng ta có cái tiếp theo, cái nghiệp nào thì cho cái quả trước, cái này cũng quan trọng. Và trong những cái nghiệp thì chúng ta phải sắp xếp theo những cái thứ sau, thì cái nghiệp nào, loại nghiệp nào thì cho cái quả trước. Và chúng ta cũng có Karuka Kama là trọng nghiệp. Thầy sẽ phân tích về sau. Thầy sẽ giảng về sau. Chúng ta đã từng nói về trọng nghiệp, ngay lúc ban đầu chúng ta đã học về trọng nghiệp. Đó là chúng ta bị ngăn cản, cản trở bởi trọng nghiệp. Khi mà chúng ta bị cản trở bởi cái trọng nghiệp này, thì chúng ta không thể chứng được bất kỳ đạo quả nào. Và tiếp theo, Anicca Kama là thường nghiệp. Và chúng ta có Asana Kama là căn tử nghiệp. Và cuối cùng là chúng ta cũng có Kataka Kama là khinh thiểu nghiệp. Là trong nghiệp là cái mạnh nhất, thì nó cho cái quả. Đầu tiên, nếu mà không có trong nghiệp ở đây, thì cái thường nghiệp sẽ cho cái quả. Và không có thường nghiệp thì căn tử nghiệp sẽ cho cái quả. Và nếu không có căn tử nghiệp thì sẽ có khinh thiểu nghiệp sẽ cho cái quả, đặc biệt là lúc căn tử của chúng ta. Và tiếp theo thầy sẽ dạy chúng ta tiếp là trong nghiệp đây là gì. Khi chúng ta thấy cái hình ảnh đây, chúng ta nhớ là ai đó đúng không? Ai đó là ngài Devadatta. Ngài Devadatta đó, Devadatta là ngài cũng làm một cái lỗi rất là lớn, không phải một lỗi lớn đâu, một lỗi đó. Và chúng ta thấy về sau là giết cha, đó vì giết cha cũng là cái trọng nghiệp. Tại sao? Tại sao giết cha lại là cái trọng nghiệp? Tất cả chúng ta đều có một người cha, chứ không thể có hai người cha, ba người cha được. Như là người cha, cha ruột đó, chỉ có một người thôi. Như là cha đây là cha ruột, chứ không phải là cha stepfather. Và tiếp theo, giết mẹ ruột đó. Tất cả mọi người chỉ có một người cha và một người mẹ thôi. Chúng ta không thể thay đổi bất kỳ ai thành làm cha, là mẹ của chúng ta. Như là stepfather, stepmother, mẹ cha ghẻ, mẹ ghẻ thì cũng không phải. Không thể nào thay thế được. Thì chính vì thế, chúng ta cần phải biết là cha mẹ là phải là người. Mà chúng ta là người. Và cha mẹ của chúng ta cũng phải là người. Nếu chúng ta giết, thì đó là trọng nghiệp. Và trong súc sanh thì không tính vào đây. Cái giới này là chỉ nói về cho người thôi. Chỉ có người mới chứng được jhana, mới được đạo, chứng được đạo quả. Còn súc sanh không chứng được. Thì chính vì thế súc sanh sẽ không có tính trong cái chủ đề này.
And the third one is, và cái thứ ba, why? Tại sao mà nó trở thành cái trọng nghiệp trở rất là nghiêm trọng? Tại vì cái giới hạnh của các ngài khác biệt. Tại các ngài có cái giới hạnh rất là cao, định rất là cao và trí tuệ rất là cao. Chính vì thế, nếu mà chúng ta giết một vị A-la-hán thì nó trở nên rất là nghiêm trọng và nó trở thành cái trọng nghiệp. Và chúng ta cũng có một cái điểm khác ở đây. Nhiều khi chúng ta giết vị tỳ kheo bình thường, ví dụ như vậy, là chỉ tỳ kheo phàm phu đây, trước khi chết, chúng ta giết vị đó. Vì đang là hành thiền khi mà chúng ta giết vị đó. Và sau đó khi đó vị đã chứng A-la-hán, vị đã chết trong cái lúc vị đó chết. Thì chúng ta cũng tính vào đó là giết A-la-hán đó. Khi mà trước khi là vị đó là phàm phu, giết, cố gắng giết vị đó trước khi vị đó đắc A-la-hán và chết. Và chúng ta thấy rằng là chảy máu Đức Phật, chúng ta thấy là vị Devadatta này. Bởi vì cái hòn đá này. Và vị nhấc hòn đá và lên đỉnh núi và làm thả xuống và làm chảy máu trên cái của ngài và làm bị bầm tím, không chảy máu mà bầm tím chân của ngài, ngón chân cái của ngài. Và đó cũng là trọng nghiệp, đó là trọng nghiệp, nghiệp rất là lớn, rất là nặng. Vì đó muốn giết Đức Phật theo nhiều cách khác nhau, nhưng mà không có thành công. Không chỉ vậy, vì đó cũng cố gắng để làm chia rẽ chư tăng. Cái thứ năm, điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta muốn chia rẽ chư tăng thì tốt thiểu là có 8 vị tỳ kheo, cần có 8 vị tỳ kheo. Một người cư sĩ muốn chia rẽ chư tăng, vì đó muốn là làm chia rẽ và những cái tà pháp trong những cái nhóm người đó. Và đã có 8 vị tỳ kheo trong tu viện, vì đó tới 4 vị tỳ kheo và theo cái lời dạy của vị đó, cái lời dạy sai phi pháp, ví dụ như không phải là luật, nó là luật. Không phải là dạy của Đức Phật, nói là dạy của Đức Phật. Vì đã thay đổi. Nếu mà 4 vị tỳ kheo theo người đó, thì vị đó đã thành tựu cái chia rẽ tăng. Trong cái trường hợp của vị Devadatta, vị đã làm cái điều tương tự như vậy. Vị đã cố gắng để chia rẽ, là lấy dạy cho những vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia, là nói vị đó là phải ở trong rừng, các vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia, là nói vị đó phải ở trong rừng, đó không thực sự không phải là luật. Là bảo vị đến bảo Đức Phật là xin ngài hãy đưa giới là tất cả vị tỳ kheo phải sống ở trong rừng, không được phép sống ở thành phố hay là không được sống ở trong làng. Không được sống trong tu viện trong làng hay là trong thành phố. Và Đức Phật không có đặt ra cái giới đó. Thực ra chúng ta có thể nói là vị đó mong xin Đức Phật 5 điều vì Devadatta đó. Và Đức Phật không đồng ý cả năm. Và vị đến gặp những vị tỳ kheo trẻ để theo vị đó và vị chia rẽ chư tăng. Và cũng tạo nên cái trọng nghiệp này. Và trong thời Đức Phật, ngài Devadatta đã làm hai cái lỗi lớn. Cái đầu tiên là làm chảy máu cho Đức Phật với cái tâm bất thiện. Và cái thứ hai đó là chia rẽ chư tăng. Thì hai cái trọng nghiệp này vị đó đã tạo. Và chúng ta biết rằng đệ tử của Devadatta đó là Asathe Achatasattu và cũng đã giết cha, đó cũng là phạm vào cái trọng nghiệp. Chúng ta cũng đã biết ngài Devadatta đã chứng thần thông. Và khi mà có tâm bất thiện, là vị đã mất tất cả. Cái ác ý là có mất tất cả thần thông. Và không có nhập vào tất cả cái jhana nào hết và không có còn thần thông nữa. Thì đó là cái điểm yếu của tâm vị đó, cái thái độ của vị đó. Và vì đó cũng dạy đệ tử Achatasattu giết cha.
A Già Thế, Diết Trà và vì đó ông làm rất là nhiều cái lỗi. Và A Già Thế, Ajatasattu, sau khi mà cha chết, thì về và để Vajradhara chết. Và Ajatasattu mới đến gặp Đức Phật là vì đó có cơ hội là nghe những bài pháp rất là dài, rất chi tiết từ Đức Phật. Bài kinh Sa Môn Quả trong trường bộ kinh Đi Gan Đi Cà Giá, nhưng mà vì đó không thể chứng được cái đạo pháp nào cao hơn. Vì đó có đủ cái ba la mật, cái parami, ba la mật để chứng được đạo và quả. Nhưng mà bởi vì cái trọng nghiệp này, vì đó không chứng được bất kỳ pháp nào. Đó gọi là trọng nghiệp. Và cuối cùng là chúng ta cũng có là tà kiến, giữ tà kiến cố định. Ở đây chúng ta cũng phải nghĩ tà kiến cố định ở đây. Chúng ta có rất là nhiều cái tà kiến khác nhau. Một trong những cái đó đó là không có nghiệp thiện, không có nghiệp bất thiện, và không có lợi ích của cúng dường, và cũng không có lợi ích của giữ giới, hay là không có sự lợi ích của trì giới, thọ giới, trì giới. Và nếu mà chúng ta cũng có cái tà kiến như vậy, thì chúng ta nắm giữ rất là cố định, rất là không thể thay đổi được. Và chúng ta có cái tà kiến như vậy, khi mà chúng ta chết thì chắc chắn là vì đó sẽ tái sinh vào cái cõi thấp, một trong những cõi thấp, đặc biệt là có địa ngục. Và như vậy khi mà chúng ta có năm cái trọng nghiệp này, đặc biệt rằng là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán và làm chảy máu cho Đức Phật với cái tâm ác ý và chưa dễ chưa tăng, thì năm cái này gọi là trọng nghiệp. Nhưng ở đây chúng ta có cái thứ sáu ở đây, đó là giữ cái tà kiến cố định, Michatang Niyama. Nó không có nằm trong trọng nghiệp Niyama, như là cái tà kiến cố định, thì cái cảnh giới tái sinh cũng rất là vững chắc. Thì chính là vậy, cũng xếp vào trong nghiệp ở đây. Nhưng trong cái danh sách này, chúng ta có thể tìm thấy là cái tâm nghiệp như là trọng nghiệp bất thiện. Chúng ta có trọng nghiệp, có trọng nghiệp nhưng mà thiện thì sao? Thế mà trọng nghiệp bất thiện thì như thế nào? Nếu chúng ta đã chứng được jhana, jhana ở đây là cũng là trọng nghiệp nhưng mà trọng nghiệp thiện. Cái tương lai của vị đó là chắc chắn là quyết định bởi jhana. Vì đó sẽ tái sinh là làm phạm thiên trong kiếp tương lai. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể nói là đạo và quả là cao hơn cả jhana nữa. Khi mà chúng ta chứng được đạo và chứng quả và chứng được đạo Sotapanna, sơ đạo nhị đạo dự lưu, thì cái kiếp tương lai của chúng ta sẽ là vững chắc, không có hoài nghi gì hết. Chúng ta sẽ tái sinh một cảnh giới cao hơn. Và chính vì thế, chúng ta gọi là trọng nghiệp thiện. Và trong cái lúc cận tử của chúng ta, nếu mà chúng ta có trọng nghiệp này, thì nó xuất hiện và nó cho kết quả cái lúc cận tử của chúng ta. Và chúng ta sẽ tái sinh vào cái cõi thấp, đặc biệt là cõi địa ngục. Để trong nghiệp về nói về trong nghiệp bất thiện. Và chúng ta có cái tiếp theo, tài kiến cố định, giữ tài kiến cố định ở đây. Và chúng ta thấy thường nghiệp ở đây, đúng không? Nghĩa là cũng nói về đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta làm rất là nhiều những thứ tốt và thứ xấu, thì đó là thường nghiệp. Là nhiều khi chúng ta sẽ làm một tuần một lần, nhiều khi hai tháng một tháng hai lần, là một năm một lần. Nếu nhiều khi một năm một lần thì quá xa, nhưng một tháng một lần thường thường là như vậy, có thể là như vậy. Ở hai tháng một lần thì đó là thường nghiệp. Thì trong đời sống hàng ngày của chúng ta thường xuyên làm. Nếu chúng ta có cái thói quen tốt trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta có cái thường nghiệp này. Hàng ngày chúng ta từng làm, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Thì trong lúc cận tử của chúng ta, nếu mà chúng ta không có trọng nghiệp, thì cái thường nghiệp sẽ xuất hiện và nó sẽ cho kết quả. Trong lúc cận tử của chúng ta sẽ quyết định cái tương lai của chúng ta. Và ví dụ như là nếu mà chúng ta có thói quen hành thiền,
một lần hàng ngày, mỗi ngày một lần, chúng ta trở thành cái thói quen. Nếu chúng ta giữ giới, 5 giới, 8 giới, là như là một tuần một lần, hai tuần, hai lần một tuần thì trở thành một cái thói quen, cái thường nghiệp. Và nếu mà chúng ta cũng không có cái trong nghiệp nào, chúng ta không chứng đạo, chứng quả, và chúng ta cũng chưa làm cái thiện lập nghiệp bất thiện, trong nghiệp bất thiện nào, thì chúng ta được tái sinh những cảnh giới tốt đẹp trong cái kiếp tương lai. Và cái tiếp theo, Asanyagama là cận tử nghiệp. Và chúng ta cũng cần phải biết cái điều đó, cận tử nghiệp ở đây. Có nhiều cách để chúng ta có thể hiểu cái này. Cái nghiệp này chúng ta làm, chúng ta làm cái nghiệp đó trong lúc cận tử, lúc cần chết, hay là cái nghiệp đã xuất hiện lúc cận tử, thì nó có thể là hai cái thứ khác biệt. Và chúng ta có một cái câu chuyện thời Đức Phật, là ngài Sona và cha của ngài. Là cha của ngài trước kia là người thợ săn, và sau đó khi mà ngài già, vì đã già đi, bởi vì đó xuất ra bởi ngài Sona, cha của ngài được xuất ra bởi ngài Sona. Mặc dù là vì đó xuất ra, nhưng mà vì đó không hành thiền được, tại vì quá già rồi, vì đó không chứng được bất kỳ pháp nào. Nhưng lúc cận tử đó, vì đó đang la hét và nói với vị người con giúp, là giúp tôi, giúp tôi, giúp cha, giúp cha. Rất là nhiều con chó đang đuổi theo tôi, đuổi theo cha. Thì là ngài Sona vì biết rằng đó là cha của ngài sẽ tái sinh và có địa ngục. Khi mà cha của ngài lúc tỉnh nhé, và tỉnh lại, thì ngài mới chuẩn bị hoa. Hoa là cha hãy cúng dường hoa này tới Đức Phật, và cúng dường hoa này tới Đức Phật, tới Bồ Đề hay là vân vân, tới cổ Bồ Đề hay là vân vân. Thì sau đó cái cảnh nghiệp, cái tướng cảnh tướng là bắt đầu nó thay đổi, là vì nó là ô Pante, đừng có tới gần, lại có một số cô gái đang ở bên cạnh. Như là cái cảnh nghiệp nó thay đổi, cảnh tướng thay đổi. Như là chúng ta có thể làm một số cái nghiệp lúc mà cận tử, nó cũng rất là quan trọng. Giống như là nghe pháp hàng ngày, là tụng kinh hàng ngày, ví dụ như vậy. Khi mà chúng ta đang lúc cận tử, chúng ta có thể bật cái MP3 là thuyết pháp hay là tụng kinh để nhớ cái nghiệp thiện của chúng ta. Nó đã xuất hiện lúc cận tử của chúng ta, và nó cho kết quả trong cái kiếp tương lai của chúng ta. Và đó gọi là Asanakama, cận tử nghiệp. Và cái cuối cùng, khinh thiểu nghiệp. Kama thì có một số cái nghiệp chúng ta chưa từng làm xong một cách là có tác ý, chưa có xong, như chúng ta làm là vô tình làm thôi. Ví dụ như là chúng ta uống nước, nhưng mà vô tình có một số con côn trùng ở trong đó, đúng không? Một số nó chết, nhưng chúng ta đổ nước đi, một số con nó chết đi, và chúng ta không thấy cái vui. Thì đó gọi là katakama, nghĩa là khinh thiểu nghiệp. Chúng ta gọi là khinh thiểu nghiệp, nghĩa là không có mạnh bằng ba nghiệp trước. Là cái nghiệp yếu nhất thì nó sẽ cho cái quả trong lúc cận tử của chúng ta. Và bốn cái này là mạnh một từ theo thứ tự, là Garuga Kama trong nghiệp là mạnh nhất. Cái mạnh thứ hai đó là thường nghiệp, và cái mạnh thứ ba đó là cận tử nghiệp, và cái yếu nhất thì đó là khinh thiểu nghiệp. Garuga Kama nó sẽ cho cái quả nếu chúng ta có một trong những cái đó theo cái thứ tự như vậy, thứ lớp như vậy. Và chúng ta cũng cần phải biết là 10 cái thiện pháp. Chúng ta cần phải biết cái điều này. Lúc trước thầy nói là rất là lâu khi mà thầy nói về thiện nghiệp, cái tâm thiện ở đây là cái phần đầu của lớp Abhidhamma ở Singapore, phần thiện nghiệp. Thầy đã nói, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói lại là 10 cái thiện pháp chúng ta có thể làm, 10 cái nền tảng của thiện pháp. Đầu tiên là Đa Ná tất cả chúng ta đều biết, đó là bố thí, cúng dường. Chúng ta có thể nói là chia sẻ nữa. Chúng ta không chia sẻ, chúng ta không thể nào sống trong cộng đồng được. Chúng ta phải chia sẻ cái vật dụng của chúng ta, chú sư của chúng ta,
Rồi, hiểu biết của chúng ta và tất cả mọi thứ, nếu chúng ta không chia sẻ thì chúng ta sẽ cô độc. Nếu chúng ta chia sẻ thì chúng ta có thể giữ mối quan hệ với mọi người được. Thì đó là những cái tốt chúng ta có thể làm trong cái đời sống của chúng ta. Thì đó, chúng ta có nói là cái nền tảng của những cái thiện pháp. Và cái thứ hai là sila, là trì giới, giữ giới. Và chúng ta cũng phải theo giới. Và mỗi trong mỗi nước, mỗi quốc độ thì có những cái giới luật khác nhau. Thì có những cái giới khác nhau. Và chúng ta cũng phải theo những cái giới luật của từng nước, từng quốc độ, từng đất nước khác nhau, luật pháp của nước từng nước đó, thì đó cũng gọi là những thiện pháp. Nền tảng của những thiện pháp, chúng ta theo cái giới luật đó thì chúng ta trở nên tốt, mà không theo trở nên xấu. Và cái thứ ba, bhavana, bhavana đó là hành thiền, tham thiền. Chúng ta phải luyện tâm của chúng ta. Hay thế nói theo một cái khác, cúng dường, đa ná là cúng dường, đó là những thứ bên ngoài, không phải từ trong thân của chúng ta. Sila khi mà chúng ta giữ giới hay là trì giới, thọ giới thì nó cho tới từ thân của chúng ta, từ miệng của chúng ta. Chúng ta phải nói sự thật, chúng ta phải nói cái đúng đắn, chúng ta phải nói những cái thứ lợi ích cho người nghe thôi, chỉ những thứ lợi ích thôi, thì đó gọi là sila. Bhavana là luyện tâm của chúng ta. Là nhiều khi mặc dù chúng ta nói một cách lễ phép lịch sự, nhưng mà trong tâm của chúng ta không phải là có lịch sự lắm. Cái mà chúng ta nói là một cái khác, cái điều chúng ta nghĩ là một cái khác. Thì để luyện tâm của chúng ta cần phải hành thiền. Tất cả mọi người đều biết rằng chúng ta có ba cái loại nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân sai, ý sai, khẩu sai. Cái thân và khẩu là luyện tới được kiểm soát bởi sila, bởi giới. Và cái ý là phải kiểm soát bởi hành thiền. Chính vì thế ba cái này là rất là phổ biến đối với những người Phật tử. Chúng ta phải thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mỗi ngày. Và chúng ta có apacha jai nạ, đó đảnh lễ, như là đảnh lễ. Apacha jai nạ đây nghĩa rằng, ví dụ như khi chúng ta thấy những người lớn tuổi, người già cả, hay là những người mà lớn hơn chúng ta, chúng ta phải nhường đường, chúng ta phải phục vụ đồ ăn, hay là vân vân, hay là nhường chỗ ngồi, hay trên xe buýt. Nhiều khi những người lớn tuổi thì chúng ta đang ngồi, thì và những người già đứng thì nó không có lịch sự. Chúng ta để chia sẻ, mời họ ngồi, cúng dường cái chỗ ngồi cho họ, thì đó gọi là apacha, là đảnh lễ hay là cung kính. Nhiều khi chúng ta cung kính, đảnh lễ những cái vị lớn hơn, trưởng hạ, trưởng thượng lớn hơn, thì đó gọi là apacha. Và chúng ta cũng có cái nữa, vajrapacha là phục vụ. Và vajrapacha đây, nếu chúng ta mong muốn lợi dưỡng hay là danh tiếng thì nó không phải thực tế là vajrapacha, không phải là phục vụ, mà chúng ta không có mong muốn bất kỳ cái người từ cái gì đến từ cái người mà chúng ta phục vụ. Mà chúng ta, nếu chúng ta mong mỏi cái điều gì đó có được từ cái phục vụ này ấy, thì đó không phải là vajrapacha. Và trong cái điều apachana ở đây là đối với người già, người lớn tuổi, và không chỉ vậy, nói đó và là những người lớn, cái giới cao hơn, thì những ví dụ như người xuất gia là họ giữ rất là nhiều giới khác nhau, thì đó cũng là cao hơn, là cũng là theo về giới hạnh thì người ta cũng cao hơn, thì cũng phải đảnh lễ cung kính những người có giới cao hơn và chào đón và nhường chỗ và nhường đường để cho các vị đó đều thuộc vào avacaya, đảnh lễ. Chúng ta cần đảnh lễ cung kính và phục vụ. Đây vajrapacha là phục vụ, là chỗ ở, giặt rũ rồi tất cả mọi thứ, thì đó là vajrapacha, đó là phục vụ. Cái thứ năm và cái thứ sáu, patidana, là chúng ta chia phước. Trong cái cộng đồng Phật tử thì cái này rất là phổ biến. Sau khi mà chúng ta làm cái điều thiện pháp gì đó, chúng ta sẽ chia phước. Và cũng có một số người họ nói chúng ta cần phải chia phước không? Không chia phước chúng ta thì người ta có được cái phước không? Nhưng mà dù chúng ta không có chia phước, nếu cái người mà nhìn thấy hay người nghe thấy họ có hoan hỷ, tùy hỷ với chúng ta, thì họ vẫn có được cái phước đó. Và chúng ta có cái tiếp theo, Paramudana, là tùy hỷ phước người khác làm.
So contrary to wholesome. Và đó là cái thiện pháp. Nếu mà chúng ta tùy với những người khác mà họ cúng dường hay làm phước thì chúng ta cũng đang có những cái tạo phước báu. Chúng ta tên là nhìn thấy. Chúng ta có hai cái này. Padidana là chia phước và Anumodana là tùy phước, hoan hỷ phước người khác. Hai cái này nó có mối quan hệ với nhau. Padidana là chia phước. Và thứ bảy, nói chung là chia hay không ở đây. Cái thứ bảy đây là tùy phước người khác, mình chia sẻ hay không. Nhưng hai này nó có mối liên hệ với nhau. Nhiều khi ai đó nói là tụng kinh Patana hay là chuyển kinh chuyển pháp luân hay là Parita thì chúng ta hoan hỷ, thì đó cũng là Patana. Như là người ta chia sẻ hay không thì chúng ta vẫn cứ hoan hỷ khi mà chúng ta nghe. Hay là ai đó cúng dường vật thực tới người nghèo hay tới người xuất gia hay bất kỳ ai, và chúng ta hoan hỷ mặc dù chúng ta không có cúng dường, nhưng mà chúng ta cũng nói đây là cái pháp mà tùy phước người khác làm. Và cái thứ tám là chúng ta tamasavana, đó là thính pháp hay là nghe pháp. Và đấy, mặc dù là chúng ta nói là nghe pháp ở đây, chúng ta có thể nói rằng ở đây tamasavana. Tamasavana hay là nghe pháp, thính pháp. Chúng ta phải học rất là nhiều thứ khác nhau, nghe rất nhiều bài pháp khác nhau, cái chủ đề khác nhau. Thì đó là Tamasavana, là thính pháp. Và trong cái đời sống hiện đại của chúng ta là bây giờ chúng ta đọc, đúng không? Chúng ta đọc sách cũng vậy, đọc pháp cũng vậy, thì cũng là Tamasavana. Chúng ta có thể đọc rất là nhiều quyển sách khác nhau. Là cái bài MP3 chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể đọc. Thì cái đó là Tamasavana, là nghe pháp, thính pháp. Và thứ 9 là Tamadesana, là dạy pháp, thuyết pháp. Thì giống như là thuyết pháp này, dạy pháp, chia sẻ pháp. Thì đó được gọi là Tamadesana, là thuyết pháp. Và cái cuối cùng, Dithichukama là làm ngay thẳng tri kiến. Nghĩa là nếu chúng ta có cái tà kiến, chúng ta phải làm ngay thẳng cái tà kiến của chúng ta. Nghĩa loại bỏ tà kiến đó. Như thầy nói lúc trước, cái tà kiến là định nghĩa là gì? Chúng ta không chấp nhận, không chấp nhận nghiệp và quả của nghiệp. Và mà chúng ta làm những thiện, nghĩa là nghiệp thiện, họ bảo là nghiệp thiện không phải là thiện. Mà đó, nếu chúng ta có những tư tưởng như vậy, mà dù chúng ta làm những việc bất thiện nhưng không cho kết quả, hay là chúng ta làm những việc thiện nó không cho kết quả, nghĩa là không có lợi ích của thiện và bất thiện, nghĩa không có sự lợi ích của ba sự thực hành, không có sự lợi ích của làm những thứ tốt đối với người khác, từ đó 10 thứ đó, thì đó những cái tà kiến như vậy. Chúng ta phải làm ngay thẳng những cái tà kiến, thì chúng ta làm một trong 10 cái thiện pháp này. Nếu chúng ta không làm thì chúng ta có những cái tà kiến. Chúng ta phải làm cái kiến của chúng ta, chi kiến của chúng ta thẳng, ngay thẳng, thì đó gọi là 10 cái nền tảng của thiện pháp. Và như vậy, tất cả những thứ này là cái nhóm đầu tiên, là chúng ta thêm bốn loại đầu tiên là sẽ sanh, có thể là nghiệp sanh nghiệp, có thể là bất kỳ loại nghiệp nào, có thể thuộc vào nhóm thứ hai, có thể là thuộc nhóm thứ ba, sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp hay đoạn nghiệp, thì đó là những nghiệp thiện. Và chúng ta cũng có nghiệp bất thiện, ví dụ như là về khẩu sai, thân sai, ý sai, thì tất cả những đó là cái gọi là bất thiện nghiệp, nghiệp bất thiện. Và bây giờ thầy nghĩ rằng là đủ cho hôm nay, đúng không? Mong tất cả chúng ta có đủ khả năng có thực hành và dạy của Đức Phật và kết quả của nó. Mong tất cả chúng ta có đủ khả năng chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bhante. Bhante, may we seek permission from Bhante to take questions from the floor? Xin phép để chúng ta có đặt những câu hỏi. Okay, before we ask Bhante questions, chúng ta hỏi thầy. Like to remind the attendees that please keep all the questions
tất cả mọi người, nghĩa là giữ hỏi những câu hỏi mà trong theo đúng với những cái bài chúng ta học theo chủ đề chúng ta học, và chúng ta giơ tay và theo chờ. I will allow you to start the video first and unmute. Chúng ta tự so these are the bật video rules và unmute, bật âm thanh lên. We have. Đó là so now we can start the, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hỏi trả lời. Questions and answer. The first one is người đầu tiên. Is Nana D'Amico. Nana D'Amico. Can you ask questions? Namaste, Sayadaw. Mm-hmm. Xin chào ngài. Good evening. Chào ngài Sayadaw. Sayadaw can hear voice. Là ngài có thể nghe được con nói không? Là trước tiên là cô muốn xin cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất là thầy rất là nhiều đã dạy chúng con. Thì đó là cái lời đầu tiên cô muốn nói. Mà đến phần câu hỏi. Có một số câu hỏi. Cô sẽ hỏi từng câu một. Câu đầu tiên. Xin thầy giảng về làm thế nào để chúng ta có thể làm be present as a karma in life. It is good. Không nghe được. Mm-hmm. Is almost impossible, right? Okay, anyway, là như vậy. Chúng ta có thể hiểu một cái khác. Nghĩa rằng ví dụ như là chúng ta đã từng làm một điều gì tốt cho người khác, thì tối thiểu chúng ta cũng thấy được cái niềm vui. Đó là cái kết quả ngay trong cái hiện tại. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta là không sát sinh, giữ giới không sát sinh, thì chúng ta ví dụ như phóng sinh rất là nhiều con cá, rất nhiều con rùa, rất nhiều con chúng sanh, chúng ta thả dưới nước, phóng sinh dưới nước. Khi chúng ta thấy vậy, thấy những cái chúng sanh đó nó hoan hỉ, nó thích thú được khi được thả ra, thì tối thiểu ngay lập tức là chúng ta thấy được, chúng ta đã bố thí cái mạng sống, chúng ta thấy hoan hỉ như vậy, và chúng ta làm cho cái môi trường của chúng ta được an toàn, và chúng ta cũng trở nên an toàn. Nghĩa là nghiệp và quả ngay lập tức được chúng ta thấy ngay. Nghĩa là chúng ta không cần phải làm cái là có chủ đích gì hết. Nghĩa là chúng ta làm điều tốt thì có lợi ích cho người khác, thì ngay lập tức là chúng ta thấy là ngay lập tức chúng ta thấy có cái kết quả, chúng ta sẽ vui. Còn câu hỏi thứ hai. Can Sayadaw explain the mental process when somebody lộ tâm khi ai đó hòa nhập vào diệt thọ tương định Nirodha Samapatti? Nghe thầy phải chia sẻ màn hình tiếp nhé. Okay. Thì Nirodha Samapatti, thì okay, lộ tâm diệt thọ tương định, diệt thọ tương định đó là một trong cái sự chứng ngộ đặc biệt ở đây. Thầy sẽ không cho xem cái lỗ tầm. Thì đó là sự thực hành đặc biệt dành cho các vị A-la-hán và Anagami, là bất lai và các vị A-la-hán, và các vị đó phải chứng 8 sự chứng ngộ trước, và 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc. Và trước khi mà các vị nhập vào Nirodha Samapatti, diệt thọ tưởng định, thì các vị về nhập vào sơ thiền. Và sau sơ thiền, phân biệt danh sắc rupa, và tưởng thiền thứ hai, phân biệt danh sắc rupa và vipassana, tưởng thiền thứ ba, và tới phi tưởng với vi tưởng xứ. Và sau đến phi tưởng với vi tưởng xứ, thì vị đó sẽ nhập vào. Cô sẽ nhớ cái lộ trình tâm. Parikrama chuẩn bị, rồi cần hành
thuận thứ chuyển tướng và nirvana samapatti diệt thọ tường định. Và sau khi nhập chia thọ tường định á, thì có thể là 7 ngày hoặc là ít hơn 7 ngày đối với vị tỳ kheo, đối với con người. Nó có thể lâu hơn nếu trong có chư thiền hay có phạm thiền. Nó phụ thuộc vào cái thọ mạng của họ ấy. Và một cái điều nữa ở đây, khi trong diệt thọ tưởng định, nếu mà nhập vào diệt thọ tưởng định thì có những tâm sở và những cái tâm sẽ mất đi, không còn cái sự sanh khởi của tâm và tâm sở và những cái danh pháp không còn nữa, và cũng không còn sắc do tâm danh trong cái lúc mà đang nhập diệt thọ tưởng định. Thì có những cái sắc khác, những cái sắc không phải là danh mà những cái sắc như sắc do nghiệp sanh, sắc do nhiệt độ sanh, sắc do nhiệt sanh, thời tiết sanh, và chúng ta cũng sắc do vật thực sanh, dương chất sanh đó. Thì soi sanh khởi liên tục như vậy, và sau 7 ngày hoặc là nhỏ ít hơn 7 ngày thì vị đó sẽ xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định. Và sau ngày đó là cái tâm sát na tâm lý, tâm quả pha la, tâm quả. Ví dụ như vị A-la-hán thì quả A-la-hán sẽ sanh khởi, và sau đó đến Bhavanga. Và đối với Anagami Bất Lai thì tâm quả Anagami quả Bất Lai sanh khởi, và sau đó đến Bhavanga. Thì đó là lộ tâm của trong diệt thọ tưởng định, Nirvana Samapatti. Can one again say that? Cô hỏi thêm một thế câu hỏi gì? Can I ask one question again? Cô có thể hỏi thêm câu hỏi nữa không? Can we say it out? Can Arahant be dreaming? Be still dreaming? Vì Arahant còn mơ hay không? Có Arahant, vì Arahant còn mơ không? Không, vì Arahant, vì Arahant. Vì đàn không, không, không còn mơ, không có mơ. Như là vì đàn không có phóng tâm, và cũng không có buồn ngủ, và cũng không có mơ ngủ, tại vì Ngài đã loại bỏ tất cả những phiền não nên Ngài không còn mơ nữa. Vì đàn không còn mơ. Là xin cảm ơn Ngài rất là nhiều, cảm ơn Sư Đạo rất là nhiều. Any more questions? Thì ai còn hỏi nữa? Can you, thì chú Herman, onto the screen directly chú, and ask that. Bante, your question. Chú Herman có thể hỏi trực tiếp với Vy Thầy. Chú Herman, chú ở đâu rồi? lên hỏi thầy thôi. Herman, bro Herman, please raise your hand. Are you YouTube? Susie can ask. Oh, sorry, it wasn't my turn. Did I make a mistake? No problem. Because the other person network is poor. Yeah. Oh, I see. Okay. Susie Sanda. Susie, do matter, yeah. So I just question if. I've asked in English so that I don't understand, since the program is English. Polite to do that, I think. Okay. If I have a very good habitual karma, meditating. Nếu mà vị cô đã có thực nghiệp rất là tốt, như là cúng dường hay là hành thiền, hay giữ giới, hay tam giới, hay chín giới hàng ngày, thì đó là cái thực nghiệp rất là tốt, phải không? Nhưng mà lúc cần tử, ví dụ như là với lý do nào đó mà cô có sân rất là mạnh nổi lên, thì cái lúc cần tử đó, thì lúc cần tử nghiệp đó có thể là cho cái quả trước cái thường nghiệp hay không? Có thể. Thầy nói là nghĩa là chúng ta phải luyện cái tâm của chúng ta, đúng không? Để hành thiền, để chúng ta cần cái sự hành thiền. Thì khi nào mà chúng ta có rèn luyện thì nó sẽ có cho cái quả của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ như thầy đã nói là cái nghiệp, đúng không? Nghĩa là cái nghiệp quan thường nghiệp ở đây. Nghĩa là cái nghiệp gì? Nghĩa là thường nghiệp
sẽ mạnh hơn là cái cân tự nghiệp, đúng không? Nhưng mà do và tương tự như vậy cái trong nghiệp thì rất là ít, chúng ta không cần phải nói nhắc về vấn đề đó. Đạo quả và chúng là luyện cái tâm chúng ta nhiều hơn. Luyện cái tâm chúng ta nhiều hơn. Câu hỏi nữa. So doing the như là cái đại là đất nước, lửa, gió và đại hư không. Thì trong lúc nào chúng ta cố để phân biệt cái đại hư không, như là cái đại hư không trước khi mà chúng cố hay có hành cái đại hư không, thì cố thì trước khi đó là cô phải hành thiền Anapana hơi thở trước khi mà hành tứ đại viên đại hư không nữa. Về sau thầy sẽ dạy. Ok. Nó sẽ cần đối với thời gian để chúng ta có tiến bộ trong sự hành thiền. Ví dụ như là hành thiền hơi thở Anapanasati là chúng ta có rất là nhiều cái bước khác nhau. Chúng ta phải học rất là nhiều thứ khác nhau và chúng ta cũng phải tiến bộ nhiều thứ khác nhau. Và sau đó chúng ta thấy Nimitta chính là Jhana. Rất nhiều cái bước khác nhau, nó đòi cái thời gian. Nó phụ thuộc với sự thiện xảo của chúng ta. Nó không thuộc phụ thuộc với số của chúng ta. Nhiều người hỏi thầy rằng vấn đề là cần bao lâu để chúng con có thể chứng được Jhana, chứng thiền. Thầy lúc nào cũng trả lời một cách giống nhau. Nó không phụ thuộc vào cái thời gian, nó phụ thuộc vào cái sự thiện xảo. Nếu chúng ta thiện xảo, chú tâm hay biết hay thở thì chúng ta sẽ chứng thiền nhanh. Nếu không chúng ta không thiện xảo, chú tâm hay thở biết thở thì nó sẽ lâu. Thì chúng ta cố gắng để thiện xảo biết hay thở một cách thiện xảo. Thì cô bảo cảm ơn thầy. We have one question from brother Herman. Herman có cái câu hỏi. Network is pretty weak, so I'm gonna read that. Cái sóng của chú yếu nên cô với chú này sẽ đọc. Okay, câu hỏi. Phần này mới thầy. Là cô muốn hỏi về là một trong sáu cái trọng nghiệp, nghĩa là cái giữ tà kiến cố định đây, cái thứ sáu này. Tí nghĩa là 62 tà kiến, một trong 62 tà kiến, tại vì vẫn chúng còn vẫn là phàm phu, thì vẫn còn cái tà kiến. Thì cái tà kiến nào trong 62 tà kiến? Câu hỏi hay đúng không? Thầy có câu hỏi hay. Tất cả chúng ta đều có thể có những cái tà kiến. Đó là bình thường cho tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta không muốn thay đổi những cái tà kiến, thì ở những cái tà kiến nhỏ nhỏ thì chúng ta không nói là tà kiến cố định. Nhiều khi nó sai, nhưng chúng ta nắm cái giữ cái sai đó. Thì đó là cái vấn đề. Nhưng đừng lo lắng quá. Ai cũng có những cái tà kiến. Thì đối với người bình thường phàm phu, cho nên nắm giữ nó. Okay, the next cái người tiếp theo. Question will be from Casey Tam. Casey Tam, chú Tam chú sẽ hỏi. Là xin chào thầy. Chú có vài cái câu hỏi hỏi cho một số thầy sinh khác và chú cũng có một câu hỏi nữa. Câu hỏi đầu tiên là đây. Câu hỏi trước của bài trước thầy đã giảng về tâm ba nhân cao, ví dụ như cúng dường, cái người đó phải hoan hỷ và trước, trong và sau khi, thì nó là cái nghiệp mà tam nhân bậc cao. Nghĩa là ngay sau cúng dường, nghĩa là ngay sau hay là ngay về sau, lâu dài về sau. Nghĩa là câu hỏi là câu hỏi về trước, đúng không? Cái câu trước cô đã hỏi, chúng ta phải hỏi hai thứ khác ở đây. Nếu chúng ta chuẩn bị chúng ta phải vui trong lúc chuẩn bị đồ cúng dường, chuẩn bị trước khi cúng dường ấy, hay trước khi hành thiền thì chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải hoan hỷ. Thì đó là một cái thời gian, thời điểm, cái lúc mà thời điểm chúng ta cúng dường, ví dụ như là như vậy. Thì sau đó khi chúng ta nhớ lại quán tưởng lại, nhớ lại những cái điều mà chúng ta đã từng làm, chúng ta cũng sẽ hoan hỷ. Một điều nữa đây là phải cùng có trí hợp trí nữa. Khi chúng ta chuẩn bị, chúng ta cũng phải có trí hợp trí. Và khi mà chúng ta đang làm, chúng ta cũng phải có trí tuệ đi cùng. Và khi chúng ta nhớ lại, chúng ta phải có cái trí tuệ đi cùng. Thì nghiệp đó sẽ nghiệp thiện mà rất là mạnh. Nghiệp thiện thủ thắng, tam nhân thủ thắng,
lúc trước đó, lúc chuẩn bị, lúc là làm phước cúng dường, và trong sau khi cúng dường chúng ta nhớ lại, chúng ta vẫn hoàn ý, mà nó đều phải hợp trí. Câu hỏi thứ hai về cái Mighty Karma, cái trong nghiệp giết cha, giết mẹ, trong cái trường hợp mà trong y học hiện đại bây giờ, nghĩa là dùng trong những cái máy trợ hỗ trợ cuộc sống đó, mà phải bỏ cái máy, những cái máy hỗ trợ đời sống đó, mà họ phải bỏ những cái máy bình bình đó, thì mà những cái máy ra mà người mẹ bố mẹ chết thì có vấn đề gì không? Thì thầy nói là cái này cũng là một cái vấn đề đúng không? Thầy không biết là Singapore là như thế nào. Thầy có hỏi một cái người bác sĩ ở Mỹ, là nghĩa là năm trước đó là năm 2019 khi thầy ở đó, thực ra vị đã nói rằng ví dụ như cái não của chúng ta, như não chúng ta đúng không, như chết não đúng không, chết não dùng cái máy thì cái máy nó đo là chết não, nếu chúng ta bỏ như là bỏ cái máy ra thì khoảng 2-3 ngày sau vẫn chưa chết, như là cái não đó, mặc dù và sau khi mà phẫu thuật não người ta vẫn thể sống được, nó phụ thuộc vào nhiều một cái thứ khác, không thể khó để khi mà nhấc máy ra thì chứng tỏ là thì chúng ta nói là giết người đó. Còn nếu mà rút ra mà họ sống được 2-3 ngày, 4 ngày gì đó thì không nói là giết được, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác nhau. Nếu mà trong cơ hội đó ai đó mà giúp trợ lực vào một chút thì thầy không thể nói chính xác, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều cái điều kiện khác nhau, theo đất nước khác nhau, hay là nhiều thứ khác nhau nữa. Thank you. Just now I missed a follow-up question on question one regarding the three rooted karma. Như là nói về ba người, so người tam nhân. Câu hỏi tiếp theo. Bante also said while doing wholesome, khi thầy nói về làm cái thiện pháp là chúng ta phải có cái trí. Như là cái trí ở đây là gì? Trí ở đây là gì? Trí ở đây là gì? Đó là chúng ta phải nghĩ về cái sự lợi ích của người nhận khi chúng ta chuẩn bị cúng dường. Chúng ta phải nghĩ về cái người nhận cần gì, nên là nó hữu dụng thế nào đối với người nhận. Chúng ta phải nghĩ về cái sự lợi ích cho người nhận, thì đó đối với giữ giới, về bố thí. Còn nếu mà giữ giới thì chúng ta phải nghĩ về lợi ích của cái cộng đồng của chúng ta, môi trường của chúng ta. Ví dụ chúng ta giữ giới thì sao? Thì chúng ta phải nghĩ về cái môi trường của chúng ta, cái xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ về cái sự lợi ích của chúng ta quá nhiều thì chúng ta không có cái trí. Chúng ta phải nghĩ về cái lợi ích của người khác, của cộng đồng của chúng ta, xung quanh chúng ta, thì chúng ta mới là người có trí. Và câu hỏi cuối cùng, như là hành thiền thường xuyên, thế như vậy Javana, cái tâm động tốc ở đây là Ditta Dhamma Vedaniya Kama Upaja Vedaniya Kama and this Appara Pariya Vedaniya. Thì nó là cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp, chúng ta không biết nó một cách dễ dàng được. Tức là đây khi mà chúng ta có thần thông, thì chúng ta có thần thông chẳng, thì chúng ta thể biết được cái căn tử của người khác, cái nghiệp nào cho cái quả. Đối với người bình thường á, thì chúng ta sẽ biết nghiệp của chúng ta khi chúng ta quán kiếp quá khứ, thì chúng ta thấy là nghiệp nào cho cái so sinh cái kiếp này, tái tục cái tái tục cái kiếp này, thì một số trường đặc biệt thôi. Như thầy nói mà vị tỳ kheo, thầy có gặp một vị tỳ kheo như là trình pháp với ngài Popsedo, vị tỳ kheo đó. Khi vị nhìn tìm kiếp quá khứ, nghe trong cái kiếp này thì ở kiếp quá khứ thì vị không tìm thấy kiếp quá khứ đầu tiên. Thì ngài Popsedo mới hỏi, thì rất là nhiều cách khác nhau để 2-3 ngày như vậy, nhưng vị không tìm thấy kiếp quá khứ gần nhất. Vị đó phải tiếp tục, như là cái kiếp quá khứ thứ hai thì vị tìm thấy, và vị lúc đó vị mới thấy được nghe cái nghiệp mà nó tạo ra cái kiếp này. Như là không mà là cái nghiệp của cái kiếp trước nữa có tạo nên cái kiếp này cho quả trong cái kiếp này của vị đó. Nói với tất cả những Phật tử, các thiền sinh, thì họ sẽ có cái sanh báo nghiệp tạo ra cái kiếp này. Trong trường hợp của vị đó là hậu báo nghiệp tạo nên cái kiếp này. Thì một số trường hợp đặc biệt là Ahosikama, không phải Ahosikama thì chúng ta không phải giải thích rồi, thì nó không cho kết quả nào hết. Okay. Yeah, thank you, Bante.
service also. Are there any more questions from the attendees? Thế còn câu hỏi nào không từ những từ những người đang đang nghe? One question, right? Yeah, we have one question thì from một, India. Một câu hỏi từ India. Salad Ditimachu. Ditimachu. Oh, okay, India. In India. Madami Saido, I read in another book about the karma tech effect. First, the second one is asana and the third one is ajina. So which one is correct? Okay. Kinh nghiệm asana và ajina thì kinh nghiệm nào đây là đúng? Asana, ajina. Đã thầy sẽ tìm tìm tiếp sách nào? Dr. Moon. Của cuốn sách của Dr. Mon, của bác tiến sĩ Mon, Mandy Mon. Abhidhamma Sangha. Ajina Kama nó là thường nghiệp. Ajina Kama sinh nghiệp. Ajina Kama cần thường nghiệp. Sinh mạnh. Thường nghiệp sinh mạnh hơn. And about the mental process. Về cái lộ trình tâm. Panchadhara Vajana. Là cái lộ hướng ngũ môn. Và the Kriya in Arahant. Nghĩa Kiriya, cái gì đó trong vị A-la-hán. Nghĩa Kiriya Javana ở đây là cái đầu tâm đây là Kiriya. Còn đối với Manura đó, nghĩa là hướng y môn hay là hướng y môn hay là hướng ngũ môn, nó là duy tác, nhưng mà nó không phải là tâm động tốc duy tác. Nó sanh khởi tất cả mọi người, nó là sanh khởi trong cả súc sanh, người, chư thiên, phàm thiên hay bất kỳ chúng sanh nào, thì đó là bình thường. Nghĩa là cái tâm duy tác như duy tác bình thường, không phải của vị A-la-hán. Còn Vipaka, tâm quả là Vipaka là quả của quá khứ hay là hiện tại. Thì nếu chúng ta nói Vipaka thì nó là Vipaka hiện tại, quả hiện tại. Ví dụ như là Vipaka, nghĩa là cái quả thiện là tạo nên do cái thiện nghiệp, là cái quả bất thiện là tạo nên bởi cái quả thiện, à cái quả bất thiện, cái nghiệp bất thiện. Nghĩa tâm quả đó là tâm quả là quả hiện tại, nhưng mà cho là do cái nghiệp quá khứ, tất cả để cho cái nghiệp quá khứ, nhưng mà cái quả hiện tại, nhưng nghiệp là do nghiệp quá khứ. Còn tâm vị A-la-hán, thì đó là trở thành Vipaka, vị A-la-hán. Ditimachu. I cannot hear. Panti, you're muted. No, I cannot hear. Dima, please unmute yourself. Now is it okay? Now okay. Yes. Monday is from my friend asking when you are talking about the example of the Sonam. Mm-hmm. Venerable Sonam, and he died, and then he's asking
Oh. Yeah. So is it the which one here? Near that moment. Okay. Thank you, Mother. It's very very clear now. The repeating talking about the karma. Then I'm asking you if we do the meditation. Meditations like every day meditate like gọi là khi mà như ngày một ngày like một tiếng mỗi ngày một tiếng hai tiếng kind of thì cái nghiệp này là nghiệp này khi mà what kind of effect thì nó cho like, cái kết quả nào cái đó là Ajinaka karma thường nghiệp cái đó là thường nghiệp đó thường nghiệp thường nghiệp. So about jhana, so cannot say in the jhana it's the first jhana or the last jhana. Say like this is not order or effect, right? This is the order. This is like a nghĩa là, nghĩa là theo cái thứ tự là của nghiệp cho quả, nghiệp nào cho quả. Nghĩa là chúng ta sắp xếp theo cái nghiệp cái mạnh độ mạnh và yếu của các nghiệp. Thank you very much, Randy. Take care. Và tiếp theo. Next one, Casey Tam again. Casey Tam, chú Tam hỏi tiếp. Okay, Joe, I already asked my question. Chú đã hỏi rồi. So next one will be Susie Sander in. Susie Sander. Nghe cô vừa hỏi rồi mà. Buddha had a headache, right? As a Buddha in Buddha's life. But trong this came from because he had a drive for someone hitting the head of the fish, right? Nghĩa là Đức Phật bị đau đầu đúng không? Thì cái nghiệp đó là nghiệp mà nghĩa là nhìn thấy ai mà đập đầu con cá giết con cá đã bị hoan hỉ cho Đức Bồ Tát đó, nhưng mà tại sao mà cái nghiệp nhỏ như vậy, nghĩa tại sao mà ngài vẫn bị nghiệp đó, ngài Đức Phật thầy nghĩa là nghiệp nó không từ bỏ từ chối với ai hết đó. Chúng ta có một số trường hợp đặc biệt ở đây. Chúng ta biết là Sambati rồi đúng không? Sambati. Yes, I don't know the meaning of it, but... Okay, and it's achievement. The main one is boy Sambati. We have... Điểm chính đấy, khi... Like a... Karma achievement. Perioka Sambati. Perioka Sambati. That means all. Karma achievement. That means... Nhớ rằng ở đây. If we are doing many good... Nếu chúng ta làm rất là nhiều những cái điều tốt trong cái kiếp này, mặc dù cái nghiệp xấu, trong cái... Nghĩa là trong quá khứ, trong cái quả thì nó không có hại nhiều lắm. Và đối với Đức Phật là Ngài đã chứng ngộ rất là nhiều loại chứng ngộ khác nhau. Chính vì thế Ngài có cái đau đầu rất là đau, nhưng mà cũng thật ra là không đau lắm đối với Ngài, tại vì Ngài có thể nhập vào quả tuệ rồi diệt tộc tuần định và rất là nhiều chứng ngộ khác nhau, và Ngài có thể làm Ngài tránh khỏi những cái đau đó bởi vì do cái nghiệp hiện tại của Ngài. Cái điểm chính ở đây, chúng ta có rất là nhiều nghiệp quá khứ, nó phụ thuộc vào cái nghiệp hiện tại của chúng ta nữa, cái đó gọi là Kama Samadhi, nghĩa là cái chứng ngộ của nghiệp, cái thành tựu của nghiệp. Tiếng Miến gọi là gì? Viruka Samadhi. Dịch cho tiếng Miến thì nói làm sao hả thầy? Câu hỏi. Biết dùng. Nên cái này lâu nào về này biết rồi, con hôm này biết rồi. Con mẹ nè, tiếng Miến thì nói tiếng Miến. Còn gì nữa không? Okay, now this one. Con biết gì? The next one is Sale Indamani. Sale Indamani. Cô Sale này sẽ hỏi. Không phải chú cho mày xa lê. Brother, Chung Minh Su. Can you ask your question? Yeah. Okay. Good evening, Bante. Xin chào thầy. I have a question. Chú có một câu hỏi. This one was
quite some time ago. Là lúc trước. I have been keeping quiet là to chú somebody. Giữ im lặng với ai đó. Actually, cái người mà want to answer. Là không when I answer, không muốn trả lời. Tại khi thầy trả lời nó có thể làm cho người đó có khởi lên những cái cảm xúc hay sân. So if I don't answer, nếu mà chú không trả lời thì người đó nghĩ rằng là chú đó hiểu sai về cái chú đó, về người khác thì chú đã hiểu sai nếu mà chú này không nói. Và nhiều khi là chúng ta giữ im lặng có nghĩa là chúng ta không muốn tạo được cái nghiệp xấu gì cho chính bản thân chúng ta. Thì đối trong những trường hợp này thì nhiều khi chúng ta không biết là muốn giải thích như thế nào, những cái cách nào là cách tốt nhất mà để chúng ta để nói giải thích với cái người đó, nghĩa là theo cái cách mà để cho chúng ta để tránh tạo những cái nghiệp xấu hay là những cái kiểu như vậy, mà để tạo những cái không hoan hỉ, mà để chúng ta tránh được những cái đó. Thì đó là câu hỏi của chú ấy. Như là về cái giao tiếp đúng không? Nghĩa là cái giao tiếp với người nào đó mà rất là thân với mình, muốn nói với người đó, nhưng mà khó để mà nói. Nghĩa là không muốn để cãi nhau, tranh luận. Làm thế nào mà để giải thích mà tránh được những cái cãi cọ, tranh luận hay là bất đồng. Thì nhiều khi á, chúng không thể kiểm soát tâm người khác được. Khi chúng ta có thể dừng không nói lại, chúng ta có thể ẩn đi không nói nữa. Và nếu cái gì đó bình thường mà nếu mà chung điểm chung cho cả hai người, nghĩa là nếu mà người đó có cái thái độ tốt, tính cách tốt, thì chúng ta nói về những điều tốt, thì dễ cho chúng ta, dễ cho chú. Nếu chúng ta muốn thay đổi ai đó, cái tâm thay đổi tâm ai đó, thì cách nào đó đơn giản nhất là chúng ta chia sẻ của cái chúng ta, tài sản của chúng ta, sách của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, hiểu biết của chúng ta có thay đổi tâm họ được. Đá ná cúng dường ấy, chia sẻ tài sản đấy, nghĩa là không chỉ là cúng dường tài sản đâu, mà cúng dường về bố thí trí tuệ rồi là phục vụ vân vân, rất nhiều thứ khác nhau. Thì tối thiểu là chúng ta có thể chia sẻ cái kiến thức của chúng ta hay là tài sản của chúng ta, vật dụng của chúng ta. Hoặc là nếu không thì đừng nói nhiều quá. Và như là về cái quan điểm của họ thì khác nhau. Khi nói về chia sẻ pháp thì quan điểm khác nhau, quan điểm của mỗi người khác nhau. Như là chia sẻ họ khác những quan điểm với nhau thì chúng ta nên dừng lại đúng không? Khác nhau quan điểm về Pháp, về nói về Pháp ở đây thì có một số người chúng ta không thể giúp được họ ấy. Chính bản thân thầy cũng kinh nghiệm rất là nhiều người thầy không giúp được, thầy muốn giúp họ nhưng họ không chưa sẵn sàng để thầy nhận sự giúp đỡ của thầy và thầy không giúp được. Kamasaka thì chúng ta phải có cái tâm xả. Kamasaka là vì đó có cái nghiệp riêng của chính họ, nên là thầy không giúp được gì cả. Không phải là chú ghét người ta đúng không, mà chỉ đơn giản là thôi để cho người ta vui đi. Câu trả lời rất là hay, xin cảm ơn thầy. And the next person will be Sile Indamani. Indamani, câu trả lời Indamani. Oh. My name is Yado. Xin chào thầy. My name is Yado. So, may they mention about Davido pay respect to Yado. So, may Davido ask the question about the Dattaramana. In this 11th case, the Dattaramana will not arise. So, is it taking fine material and immaterial dharma as an object, is it the meaning is taking sukuma rupa and arupa as the object? Is it this the meaning? No, like this. Material and material means rupa vajra consciousness, arupa vajra consciousness. Nghĩa là tâm là sắc giới và tâm vô sắc. Nghĩa là như vậy. It means taking the arupa. Về arupa về vô sắc. Taking the arupa vachara, the rupa vachara and arupa vachara consciousness. Yeah, consciousness or taking nimitta also the same. Thì lấy cái nimitta, lấy cái nimitta, còn lấy cái tâm là đối tượng, còn lấy nimitta là đối tượng. Thì đó là cái nghĩa của cái hỏi. Some of them translate is taking
Rupa Loka Dhamma and Arupa Loka Dhamma as an object, is it correct? Okay, this is a little strange, right? Cái này rất là lạ đúng không? Nghĩa là lấy cái... We can talk about like a material jhanas, immaterial jhanas, objects. It will be much better. Thì nói lấy cái cảnh của Pali, Arupa Vajara, Rupa Vajara, là sắc giới và vô sắc giới, và sắc giới và vô cảnh vô sắc giới. Thì đó là chính xác. This one is more strange. So can Bande report once more time, or what's the best translate for this five material and immaterial dhamma? As an object. Taking Rupa Vajra, Jhana, Arupa Vajra as object. Oh, it's more easier. Okay, okay. So, sadhu, sadhu, bande. Madami, bande, may siyado, bida, and happy, madami, siyado, sadhu, sadhu, siyado. The next person will be Patrice Hope. Patrice Hope. Bande, you mentioned that sometimes because of the bad karma, the person cannot control một số những cái bất thiện nghiệp là người ta, một số người không kiểm soát được cái cảm xúc người ta. Và thầy cô nhớ rằng khi mà cô ở Mimiu đó, là thầy cô, một số cô nói rằng tại vì cô có nghiệp xấu nên cô với đó là nghiệp xấu của cô. Thì cô nghĩ rằng đây không phải. Apologize to another person, but I think she made a fault first. But I want to ask. Cô muốn hỏi thầy. Because we learn in the theory that karma. Tại vì lý thuyết đây là do cái nghiệp. Keep the precept, but in reality, you know, nhưng thực tế là nhiều khi á. It's not always the same. Sometimes people are not so honest. Sometimes maybe the big donor they are different from the common people. So nhưng thí chủ lớn thì khác với thí chủ bình thường. Thì làm thế nào mà để làm sao mình là hành đúng pháp? Okay. Nhiều khi chúng ta học pháp, chúng ta đừng có nghĩ về cá nhân quá nhiều. Nếu chúng ta nghĩ về cá nhân quá nhiều thì nó trở thành phức tạp. Chúng ta muốn học pháp thì chỉ là, còn khi giao tiếp là giao tiếp, còn pháp là pháp. Chúng ta có hai cái phần khác nhau. Nếu chúng ta mà muốn giao tiếp với rất là nhiều người khác nhau thì chúng ta sẽ bị lạc hướng, lạc đường. Nếu mà chúng ta muốn theo rất là nhiều người, con đường còn rất là nhiều người khác nhau, thì chúng ta sẽ xa con đường chính pháp. Thì như vậy, nói tóm tắt lại là đừng có theo con đường của người ta, mà theo con đường của pháp. Nếu mà theo cái sự giao tiếp nhiều quá thì chúng ta đừng có thiện xảo trong cái giao tiếp, mà thiện xảo trong cái hành pháp ấy, thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta. Thì ở mọi nơi chúng ta đều sống được, không chỉ ở Miến Điện đâu. Cô về cô không hiểu. It's not communication because đây không phải là cái giao tiếp. My chanting already started 5 minutes and I was chanting, some other people just came and asked me to leave that place, it's her place. Then I didn't know why cannot she wait until the chanting ended and tell me that. And then the nine in charge said it's my fault, it was her place. But I didn't know it was her place. I didn't know. Ngồi, cô ngồi. Cô ngồi nhưng vô tình không biết là cái chỗ là chỗ người khác, bị người khác đuổi đi. Thì cái thứ như vậy lâu rồi đúng không? Như là có chỗ ngồi thường xuyên, chỗ mà ngồi rồi. Cô vậy, cô ngồi thường xuyên đó thì họ kiểm tra chỗ ngồi. They put a paper in the meditation hall because there will be decoration downstairs. Then they ask us to move upstairs. Then there's a paper there. That place is empty, so I put my name there. Then she just nghĩa là cô này cô đã hỏi là cô ấy ngồi chỗ, xong là cô đánh dấu chỗ tên cô ấy rồi cô khác lột ra, lột tờ giấy đó ra viết tên cô khác vào, tức là tranh chỗ, người tranh chỗ. Tóm lại là cô hỏi là đừng có nghĩ về thứ xấu nhiều quá. Nếu mà cô nghĩ về rất là nhiều cô chuẩn bị khóc rồi đúng không? Như là nghĩ toàn những thứ xấu đúng không? Thì một số cô bảo là do cái nghiệp xấu của mình. Điều đó nghĩa rằng có rất nhiều thứ khác nhau ở đây. Có thể là ngay trong cái kiếp này hiện tại, do chúng ta hiểu sai, chúng ta nói
clearly, right? Yeah. You, I hear from you, and thầy, hear another party. Thầy có chỉ nghe từ cô đây. Chứ thầy không không nghe từ người khác nữa. Nếu mà thầy nghe từ người khác nữa, hai phía thầy sẽ biết được. The next questions will be coming from Nana D'Amico. Cô này hỏi rồi mà. Saya đâu? The question is, when câu hỏi là any people have a psychic power can see người có thần thông. Không nghe được, mất sóng. Can be the not good karma action be not to be a result be in this present life. Actually, we cannot. Thực ra đây, we have many different types of psychic power. Chúng ta có rất nhiều loại thần thông khác nhau. Có một loại thần thông. Ubanan Santi tức là tung mạng mi, tung mạng thông. Chúng ta biết được cái quá khứ của người khác, cái quá khứ của chính người chính chúng ta của người khác. Và có cái nghiệp. Đó là một cái nhánh của thiên nhãn thông. Điểm chính ở đây. Nếu chúng ta mình chứng được cái nghiệp nào cho cái quả trong kiếp này, chúng ta có thể biết được cái đời sống kiếp của người khác là chúng ta sinh như thế nào, cái nghiệp nào và cho cái quả trong kiếp này, thì có hai loại thần thông. Cái điểm chính ở đây là chúng ta có thể biết được cái nghiệp người khác, nhưng mà chúng ta không được ngăn chặn được cái nghiệp của người khác, ngay cả Đức Phật cũng không được ngăn chặn được cái nghiệp. Thế cái điểm chính của câu hỏi của cô là gì? We do good deeds, but have the good result and send that bit. Nghĩa khi mà chúng ta sinh làm người thì chúng ta có thể nói là chúng ta có nghiệp tốt, nghiệp thiện trong quá khứ, chính vì thế cho cái kiếp làm người, kiếp người này. Thì như vậy, điều đó nghĩa rằng chúng ta có cái kiếp rất là giá trị, kiếp đời sống rất là giá trị, chúng ta đang có cái quả rất là tốt bây giờ. Chính vì đấy, nếu chúng ta biết rất là nhiều kiếp quá khứ thì tốt và xấu, thì chúng ta thấy được như vậy. Thì một số cái nghiệp chúng ta có hai thứ khác biệt. Một số cái nghiệp là sẽ cho kiếp tái tục, tái sinh. Một số cái nghiệp nó sẽ cho nghiệp không phải lúc tái tục mà trong cái đời sống của chúng ta. Đó là hai nghiệp khác nhau. Đó là nghiệp mà cho kết quả lúc tái sinh, tái tục. Một số kết quả trong cái đời sống, cho quả trong đời sống. Is the knowing. Mm-hmm. And then, can we say the knowing is the knowing tâm element? Là biết, thì chúng ta nói là biết là biết hay không? Hay cái thứ hai, cái biết ở đây. Có thể nói là cái thường hằng hay không? Có phải giống nhau hay không? Thì chúng ta có ở đây, khi Đức Phật nói về là sáu đại, thì Đức Phật có nói địa đại, đất, nước, lửa, gió và hư không và thức đại, vinyana. Chúng ta có thể thức đại ở đây, nhưng chúng ta không thể nói là thường, nó cũng sanh và diệt. Và chúng ta cũng thể nói rằng trong cái lộ trình tâm, lộ tâm, thì tất cả những cái sanh tâm, mỗi sanh tâm thì đó là một tâm, nó sanh. Và đến cái tâm thứ hai, sanh tâm thứ hai, và một cái sanh đó, sanh diệt. Và nó đến cái sanh tâm thứ ba, và nó cũng là vô thường, chúng ta không thể nói là nó thường hằng được. Ok, thank you. I have understanding. Thank you very much. Sadhu, sadhu. Dear Bhante, thank you very much. Sadhu, sadhu, thầy. Thank you very much for your teachings today. Sadhu, sadhu, hôm nay thầy đã giảng pháp. Thầy và making aspirations. Xin thầy the sharing of merits, please. Cùng chi phước. Để giải chúng ạ. Eta vada cha mehi. Bunya sambadam. Sambadam. Sabbe deva modandu. Sabba sambati siddhiya. Idame nyatinam hotu. Sukhita hontu nyateyo. Idame nyatinam hotu. Sukhita hontu nyateyo. Idame nyatinam hotu. Sukhita hontu nyateyo. Idam me punya asavakaya vaham hotu
Itame punyam nibbanasa vacayo hotu Nama punya bhagam dan sabha satanam bhajemi Te sabbe me samam punya bhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.